Ngay lúc này á là buổi sáng ha, đúng hay là sẽ trưa đó, là tôi đến đây chỗ đường Tân Hòa Đông ở quận 6 nè để xử lý một con máy lạnh sáp. Nó chạy nó bị báo lỗi như quý vị, dòng chạy thì 4.2 nhưng ở trên máy nó vẫn từ khi lắp tới bị tự giờ báo lỗi, trên đèn sáu nó bảy chớp năm chớp trên chớp chớp. Chút xíu các bạn sẽ xem tiếp tục cái video, các bạn sẽ thấy đây là sản phẩm còn máy sáp dòng inverter nhưng mà đã xài lâu năm rồi à, thì lần trước nó bị hư hỏng một lần do những người thợ khác làm thôi, là do cái điện lực ở ngoài cái cục điện á, họ xử lý được làm sao á, rồi nó làm ảnh hưởng cả nó sốt luôn, đã sửa một lần. Ngày hôm nay đây chúng tôi đến đây để xử lý cái con máy sáp bị báo lỗi như quý vị. Các bạn tiếp theo xem đấy, các bạn thấy cái đèn đỏ nó chớp không? Đây là quá trình chúng ta kiểm tra trước khi mình tiến hành xử lý nó, rồi kiểm tra kỹ lại tất cả cái với đề ga bọng này kia, nó có còn bị cái gì khác nữa hay không thì mình sẽ xử lý một lần. Đây các bạn thấy bây giờ đây chúng tôi đang quay nè, tiếp tục nha. Cái này là bắt đầu để đi xuống thang để đi ra cái ngoài cái cục nóng á, để coi cái loại máy này á, là dòng ga gì. Tại trên thị trường có hai loại, một cái á, là ga 32, một cái là ga 410 ha. Thường cái dòng inverter nó là như vậy, thì thậm chí có một số thương hiệu là sử dụng ga 22 vẫn có, nhưng mà cái đời cũng khá là lâu rồi quý vị. Ở đây là cái con máy sáp này nó sáp một nửa, dòng ga của nó là ga 410 ha, ha quý vị ha. Thì hiện tượng của con này là bị báo lỗi, đèn nó chớp ở trên đó để chúng tôi đến xử lý. Thì hỏi anh khách này sử dụng bao lâu rồi thì anh nói là cũng cả 9 năm hơn rồi à, đây là lần thứ hai bị hư, chúng tôi đã xử lý 6 lý chứ quay. Thì còn máy sáp này để chúng ta tiếp tục theo dõi video ha, để mà xem. Thì lưu ý nha, khi mà các bạn sử dụng một cái máy lạnh dù bất kỳ thương hiệu nào, Sharp, LG, Toshiba, Panasonic hay bất kỳ cái hiệu nào, mà nó có hiện tượng mà chớp một cái đèn chớp liên tục, hoặc là chớp khoảng chừng đâu 5 cái, 10, hoặc có những cái loại là 12 cái luôn, là nằm ở trên cái bao đầu lạnh á, là nó sẽ cho chúng ta biết là cái máy chúng ta đang gặp cái sự cố gì đó thì cần phải kiểm tra để xử lý nó.